quan trọng nhất trong cuộc sống vẫn là sức khỏe. Cho nên em có biết là cái mục tiêu của năm 2019 trong cái bảng liệt kê ra những cái kế hoạch, những cái mục tiêu mà anh cần phải làm trong năm nay, thì cái số 1 đầu tiên đó chính là sức khỏe. Rồi anh cũng nhận thấy rằng là khi mà mình bắt đầu quan tâm đến sức khỏe, có một cái chế độ ăn uống, tập luyện, dành thời gian để mà chăm sóc bản thân, thì cái diện mạo bên ngoài nó cũng có thay đổi. Dạ đúng rồi, mình sẽ trẻ hơn đúng không anh, tươi hơn, thì nhìn mình mới hơn, và chắc chắn là mình cũng sẽ thành công hơn trong tất cả công việc của mình, tại vì mình có một cái diện mạo rất là đẹp này. Năm mới Tết đến, chúc Thanh Mai và BB Thanh Mai cùng tất cả đội ngũ bác sĩ nè, kỹ thuật viên nè, và kể cả tất cả các em và những người mà tiếp khách, tư vấn cho khách, đồng hành với lại BB Thanh Mai, một năm mới thật nhiều sức khỏe. Những cái liệu pháp, những cái kỹ thuật tốt nhất mang tới cho khách hàng, khách hàng sẽ rất là hài lòng, và mọi người sẽ đến với BB Thanh Mai thật là đông, bởi vì chính cái việc mà làm cho mọi người, giúp cho mọi người trẻ đẹp lại, thì cũng là giúp cho mọi người được thành công hơn trong cái công việc, trong đời sống. Và ở một cái cách nào đó thì đó là một cái thành công chung giữa một bên chăm sóc khách hàng, và khách hàng lại tìm đến với BB Thanh Mai. Một năm mới thật nhiều thành công.